Đây là câu chuyện về một chàng trai có tên là Timo Werner. Như bao chàng trai tuổi 25 khác, Werner vẫn còn sự nhiệt huyết và cháy bỏng ở trong người. À thì là như hầu hết chàng trai tuổi 25 khác. Vì lẽ đó, Werner luôn cố gắng nỗ lực và chăm chỉ. Tuy nhiên, nếu sự chăm chỉ của bạn mà đổi được thành quả ngay thì đã chẳng có câu chuyện để kể. Từ một cầu thủ trở thành cây săn bàn số 1 lịch sử của RB Leipzig, thì sau một năm thi đấu ở Chelsea, Werner đã tạo nên một hiệu ứng trái ngược. Nếu bạn search thử từ khóa Werner Goal trên Google, sẽ có hơn 73 triệu kết quả xuất hiện ngay cho bạn chỉ sau 0,53 giây. Nhưng nếu bạn search từ khóa Werner Miss, bạn cũng sẽ nhận được hơn 50 triệu kết quả xuất hiện trong 0,48 giây. Đấy là những gì người ta đã luôn nói về Werner trong suốt một năm qua. Anh chàng hẳn là đang nhớ ai đó rất nhiều. Vì hiểu tâm lý của người học trò và cũng là một người có kinh nghiệm lớn trong chuyện này, Tuchel đã có một lời an ủi. Cậu không cần quá lo lắng vì bàn thắng rồi sẽ đến. Điều này cũng tương tự như khi bạn theo đuổi một cô gái. Cậu chẳng thể làm gì nếu cô ấy từ chối. Tốt nhất là hãy bình tĩnh, lùi lại một bước và rồi cô ấy sẽ nhấc máy gọi cho bạn. Tận hơn 20 ngày sau, cô gái ấy mới gọi lại cho Werner ở vòng 33 ngoại Anh năm ngoái. Tưởng chừng sự xui xẻo ấy chỉ đến trong mùa giải đầu, nhưng vũ trụ lại không nghĩ vậy. Trước trận Derby London với Arsenal, Chelsea mở cửa sân Stamford Bridge để cổ động viên vào theo dõi buổi tập của đội. Tuy nhiên, khi ai cũng vui vẻ thì một cổ động viên lại giành micro và hét lên: "Hãy tống cổ Werner khỏi câu lạc bộ này." Tất nhiên ai cũng đã nghe điều ấy, ngay cả Werner ở dưới sân. Vì lẽ đó, nó đã nhận được sự phản ứng dữ dội của mọi người xung quanh. Một cổ động viên nữ khác còn kêu người đàn ông biến đi và nghĩ mình là ai thế. Trong sự tổn thương và cả biết ơn sâu sắc, Timo Werner tội nghiệp của chúng ta sau đó đã đăng đàn chia sẻ: "Cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ của các cổ động viên Chelsea dành cho tôi hôm nay. Tôi luôn trân trọng điều đó." Nhưng Werner, trong sự xui xẻo và vô duyên của mình, vẫn để lại đầy nỗi lo cho các cổ động viên nhà khi bỏ lỡ hai cơ hội 10-10 khi khoác áo đội tuyển Đức. Trong đó có một tình huống anh chỉ cách một pha làm bàn có 5m. Ở mùa này, cơ hội ra sân của Werner lại càng hiếm hơn, và tối qua cũng mới chỉ là lần thứ hai anh được xếp đá chính cùng Lukaku tại ngoại hạng Anh. Và khoảnh khắc đó đã đến khi Werner đánh đầu tung lưới Southampton sau đường truyền vào của Hudson-Odoi ở bên cánh. Anh chạy đi ăn mừng trong cơn mưa và được người đàn em Chaloba chạy đến chia vui, nơi các khán giả cũng đang hạnh phúc cho chàng trai này khi anh chấm dứt chuỗi 9 trận thịt ngòi tại giải đấu. Nhưng mọi thứ chỉ ổn cho tới khi màn hình chiếu đến cảnh Martin Atkinson đang trò chuyện với những người đồng nghiệp của mình trong phòng VAR. Và sau khi tua ngược 2 năm để tìm kiếm sự thật về tác động của Aspilicueta, bàn thắng của Werner đã bị tước bỏ. Bên ngoài đường pitch, Tuchel thì hét lớn điều gì đó và vị chiến lược gia người Đức nhận về một thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Đó đã là lần từ chối bàn thắng thứ 16 mà Werner phải nhận trong chỉ hơn một năm xách vali đến London và gia nhập Chelsea. Tất nhiên xen giữa đó cũng là những lần lập công, nhưng điều ấy sẽ đi kèm với những thông số kiểu như Werner đã ghi bàn sau mấy trận thịt ngòi, sau mấy trăm phút không thể lập công, chẳng hạn. Với bất kỳ ai, việc bị từ chối 16 lần đều là một sự khủng khiếp, nhất là khi trong một nửa số lần đó bạn đã hân hoan với niềm vui, rồi đột nhiên có ai đó đến và bảo rằng: "Này Timo, không phải lần này đâu." Tuy nhiên, chúng ta hãy lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện. Ai cũng cần hiệp sĩ cho riêng mình, và Werner cũng vậy. Mau được tung vào sân và té ra mọi thứ chỉ cần có vậy. Chelsea đã tấn công tốt hơn và chiếc thẻ đỏ của James Ward-Prowse càng cho họ có nhiều cơ hội. Để rồi phút 84, Mason Mount và Aspilicueta tung ra ngay quả căng ngang ở động tác chạm đầu tiên. Ở khoảng cách 2m, Werner cần nhiều sức mạnh hơn để trượt được pha bóng đó. Và như vượt qua giới hạn, tiền đạo người Đức chạy đến góc sân, nhiệt hơn lần ghi bàn thứ nhất rồi anh trượt cỏ hét lớn. Bởi Werner biết rằng VAR cũng chẳng thể làm gì hơn bây giờ nữa. Sau đó, Chelsea kết thúc một ngày giòn giã của họ khi Ben Chilwell ấn định tỷ số 3-1. Đó là một buổi tối đầy niềm vui cho Chelsea khi những con người họ kỳ vọng nhất đều làm nên chuyện. Werner bị từ chối bàn thắng và ghi bàn, Chilwell mắc sai lầm lớn và lập công chuộc lỗi. Sau trận, Tuchel cũng phải thốt lên: "Chúng tôi có cảm giác rằng mỗi khi Werner ghi bàn, VAR lại can thiệp và tước đi bàn thắng của cậu ấy. Werner cần tiếp tục tiến lên vì cậu ấy cần nhiều thứ để cải thiện." Phải khẳng định một điều, chúng tôi rất vui và nhẹ nhõm khi Werner ghi bàn. Đó là pha lập công quan trọng. Khi biết rằng mình có được thống kê khủng về việc bị từ chối bàn thắng, Werner cũng đã hơi bất ngờ. 16 lần trong một năm là phản ứng của tiền đạo người Đức. Tất nhiên là anh hy vọng mọi thứ sẽ không diễn ra thế này thêm nữa.
Bàn thắng của Werner đã nhận được sự phản ứng mạnh mẽ từ cổ động viên, không phải bởi họ biết rằng anh đã xui xẻo thế nào, mà bởi vì Werner đã cố gắng ra sao với sự xui xẻo ấy. Michael Owen ngồi trên phòng bình luận của Sky Sports cũng đồng tình về điều đó, rằng khao khát mới là thứ khiến những khoảnh khắc của Werner trở nên có ý nghĩa. Tôi là một tiền đạo và tôi hiểu khao khát thi đấu của Timo Werner lớn như thế nào. Cậu ấy thực sự muốn ghi bàn ở trận đấu này, cậu ấy làm mọi cách để đạt được mục đích. Thậm chí Werner còn quyết tâm lớn hơn khi có một pha lập công bị VAR từ chối. Ở giai đoạn trước, Werner đã phá lưới đến 27 lần và có 15 lần không được công nhận. Phần lớn các bàn thắng bị từ chối của Werner là do lỗi việt vị. Nhiều trong số này là kết quả từ việc di chuyển thiếu khôn ngoan của cầu thủ 25 tuổi. Anh thường chạy quá sớm hoặc không thoát việt vị đủ nhanh. Nhưng cũng có những lần khán giả thừa nhận tiếc nuối thay cho Werner khi anh bị từ chối bàn thắng vì các ngón tay vượt qua làn danh việt vị, tiêu biểu là ở trận gặp Liverpool. Vì lẽ đó, Werner đã phải thốt lên rằng anh đã có một mùa giải quá xui xẻo, có lẽ là nhất trong sự nghiệp của mình. Ở mùa này, bàn thắng cũng đến với Werner quá trễ nải, nhưng là bởi anh đã không ra sân thường xuyên như trước. Chứ thực tế, Werner được cho rằng sẽ bùng nổ hơn bởi vì luật việt vị cũ đã phần nào thay đổi khi các đường kẻ phân biệt việt vị đã được làm dày hơn. Nếu có một tình huống việt vị khá rõ ràng, các trọng tài sẽ thực hiện theo quy trình tương tự như năm ngoái, nhưng bây giờ các đường kẻ sẽ dày hơn. Sự thay đổi này có thể trả lại 20 bàn thắng bị coi là việt vị mùa trước khi các biện pháp kỹ lưỡng được sử dụng. Trước đây, móng chân, mũi của cầu thủ có thể gãy việt vị, bây giờ họ sẽ không bị việt vị nữa. Vì vậy, thói quen di chuyển sớm của Werner sẽ không còn là sở đoản quá lớn nữa. Có một câu chuyện khá hài hước với Werner như thế này. Werner từng bị ghét bỏ nhất nước Đức vì cậu liên tục ghi bàn, nhưng lại có một pha ăn vạ trắng trợn trong trận gặp Schalke vào cuối năm 2016. Hồi đó, các bài hát chế giễu về tình huống ấy cất lên với Werner mỗi tuần. Vì thế, chàng trai này phải thuê một nhà tâm lý học thể thao về và ông ấy đã nói rằng Werner cần tiếp tục làm điều này để khiến mọi người im lặng. Đó là ghi bàn. Sau đó, Werner ghi liền 92 bàn cho RB Leipzig trong 4 năm. Từ đó, biệt danh của người bị ghét nhất đã thay đổi và nó mang tên Turbo. Werner cũng đang là người đóng góp trực tiếp nhiều nhất vào số bàn thắng ở Premier League hơn bất kỳ cầu thủ của Chelsea nào khác kể từ khi Thomas Tuchel nắm ghế với 5 lần kiến tạo và 3 lần lập công. Đó là câu chuyện về Timo Werner. Anh ấy hài hước theo những nghĩa không muốn nhất. Anh ấy tệ trong các pha bóng một chạm. Anh ấy có thể kém nhất trong sự tinh tế. Anh ấy luôn nhớ ai đó và cô ta lại thường xuyên không gọi cho Werner. Mọi điều trên đều có thể thay đổi. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, anh chàng này chính là một chiến binh đúng nghĩa.